xuống đường xe. Tống quân, tống quân, ta mời tống quân đến đây nhận giải. Quốc ta đâu rồi, chết luôn nè. Rồi. Và anh Hùng Cường đi đâu mang cái bó thiên heo vậy? Anh Hùng Cường nhìn em nhìn đâu? Em nhìn anh Hùng Cường, em có mận tượng một nhân vật gì hay không? Đố em. Không. Không, không nhận ra luôn. Không. Ông già Noel. Ông già Noel. Đúng rồi. Trời ơi. Bác quà. Em nhìn anh Hùng Cường giống em thầy coi bói chứ. Coi bói. Thầy, thầy ơi, thầy coi cho con khỏe. Khoan, khoan. Nhìn sao giống ông già Noel? Nhìn có mắt nào đâu ông già Noel? Cái túi đỏ đỏ đó em. Cầm đỏ, cái đỏ, túi này rồi. Nè. Cái túi này là chỉ có đi giật đồ thôi. Trời đất ơi, cái con này. Cái làm sao giống già Noel được? Từ được một cái hình tượng ông già đi giật đồ xinh xắn mà nó chuyển người ta qua một cái thể loại khác luôn. Cái con này là quá trời quá đó. Hát đi anh. Nghệ sĩ nổi tiếng gì kỳ quá vậy? Oh,
16 anh hồi hết hồn hồn không thích thích rồi. Con 16, con 16 là con 16. Con sao vậy? Đang quýnh bạn. Đâu có đây xô nó vô á. Nhìn sai rồi kìa. Con 16, con 16 bốn gì đây? Bốn gì đây, bốn gì đây? Đêm tình em, đêm bắt em rơi. Lăn tay khi quấn sau ánh đèn. Một nỗi buồn sâu kín của người ca sĩ khó vì yêu. Trong đời ai có mấy khi đâu, nhưng niềm đau đối với người nghệ sĩ đâu gấp trăm lần mãi ngàn năm. 45 con 45 quý vị ơi, và quý vị cũng hãy chờ sẽ bỏ từ lá vé trên tay luôn nha quý vị nha. Để nếu như có trường hợp trong vòng cơ sở quý vị có giấy ra này luôn nha quý vị.